chào quý vị khán giả, cảm ơn quý khán giả đã đến với chương trình thời sự tối trên kênh VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Một số nội dung chính sẽ có trong bản tin tối nay, thứ sáu ngày 21 tháng 12 2012. Tỉnh Phú Yên tổ chức thông xe kỹ thuật cầu bến Củi nối liền hai xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa. Đây là mắt xích quan trọng giúp nhân dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh kết nối được với các địa phương trong vùng khi có mưa lũ lớn. 20 giờ hôm nay, tuần lễ văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ tư năm 2012 sẽ chính thức khai mạc. Đây là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu bản sắc văn hóa du lịch đến du khách trong và ngoài nước và tiếp tục khẳng định thương hiệu trà Plao. Hội thảo về nâng cao chất lượng phóng sự thời sự truyền hình và lễ trao giải phóng sự ngắn xuất sắc, một trong những hoạt động chính của Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2012. Tại khu vực đèo Cả, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá xuống lòng đường. Phần tin chi tiết, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 52 năm ngày đồng khởi Hòa Thịnh 22 tháng 12 năm 1960, 22 tháng 12 năm 2012. Sáng nay, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Bến Củi nối liền hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Đông. Cái cầu này là mắt xích quan trọng giúp nhân dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh kết nối với các địa phương trong vùng khi có mưa lũ lớn. Cầu Bến Củi là một trong những hạng mục của dự án nâng cấp khắc phục hậu quả của mưa lũ tuyến đường Phú Thứ Hòa Thịnh với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng từ nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt của Trung ương và vốn ngân sách của địa phương. Trong đó, cầu Bến Củi có khổ rộng 7,5 m, thiết kế bê tông chịu ứng lực có 3 nhịp với chiều dài hơn 100 m, đường dẫn vào hai đầu cầu quy mô đường cấp 4 đồng bằng, hai làn xe dài hơn 1.000 m. Bên cạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng bê tông hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội các xã phía Nam huyện Tây Hòa phát triển, tuyến đường này đưa vào sử dụng còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tình trạng bị cô lập cục bộ tại xã Hòa Thịnh khi mưa lũ kéo dài. Trước đây, vào mùa mưa lũ, khu vực tại cầu Bến Củi thường bị ngập sâu từ 1,2 đến 2 mét và mỗi năm thường bị ngập từ 3 đến 4 đợt. Mọi hoạt động đi lại của nhân dân trong vùng bị ngưng trệ, chỉ có một số ít đi được bằng đò ngang nhưng cũng rất nguy hiểm. Chào mừng 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh Phú Yên đã đến chúc mừng các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cảm ơn các ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã đến chúc mừng ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, gần 1.000 cháu ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Tuy Hòa cũng đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Các cháu đã thể hiện tình cảm của mình qua những tiết mục múa, hát, đọc thơ để chúc mừng ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm phòng truyền thống của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là một trong những hoạt động được các trường tổ chức thường xuyên vào dịp 22 tháng 12 nhằm giáo dục cho các cháu về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ và truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tối qua, Trung đoàn Không quân 910 đóng quân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ quần chúng 2012 với các tiết mục đậm chất lính. Những ca khúc truyền thống của lực lượng không quân quân đội Việt Nam, các tiết mục hát múa về tình yêu quê hương đất nước được các chiến sĩ và các lực lượng quần chúng đầu tư kỹ lưỡng, trình bày sôi nổi. Hoạt động văn nghệ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là đợt sinh hoạt văn hóa ý nghĩa đối với các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910. Qua đó cũng là dịp để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó với các lực lượng quần chúng, đặc biệt là quần chúng trên địa bàn Trung đoàn đóng quân. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tập huấn thông tin, đối ngoại và tuyên truyền biên giới biển đảo Phú Yên năm 2012. Hội nghị nhằm cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản về bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên về chủ quyền biển đảo và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ thông tin truyền thông các huyện, xã ven biển, đội ngũ chính trị viên các đồn biên phòng. Là một quốc gia ven biển với chiều dài hơn 3.200 km bờ biển, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và gần 3.000 đảo lớn nhỏ, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển. Bên cạnh khai thác tiềm năng kinh tế biển, vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới biển cũng được chú trọng. Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia để phát triển bền vững kinh tế biển được xem là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và mọi người dân trong toàn xã hội và cũng là nội dung chính của hội nghị sáng nay. Tại hội nghị, các đại biểu
cùng xem phim tư liệu về Hoàng Sa Trường Sa, những chứng cứ lịch sử về chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của luật biển Việt Nam, quản lý nhà nước, tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo ở Việt Nam, bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên biển đảo và việc thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Thưa quý khán giả, 20 giờ hôm nay tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ tư năm 2012 với chủ đề Hương sắc cao nguyên. Tuần lễ văn hóa trà không chỉ là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu bản sắc văn hóa du lịch của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước, mà đây còn là dịp để Lâm Đồng tiếp tục khẳng định thương hiệu trà Plau, thương hiệu mà nhiều năm qua tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực xây dựng và tiến tới đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Công phố Trần Phú ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được mệnh danh là phố trà với hàng trăm cơ sở sản xuất trà ướp hương. Nơi đây những danh trà nổi danh lâu đời ngày càng phát triển mạnh mẽ và cũng chính nơi đây thương hiệu trà Plau đã được định thành, tạo nên một thương hiệu trà cho vùng sản xuất trà lớn nhất cả nước hiện nay. Ở thành phố Bảo Lộc, sản phẩm trà mang thương hiệu Plau được giới thiệu đến du khách một cách rất riêng. Tại mỗi cơ sở đều có chỗ để dành mời trà cho du khách. Chủ quán sẽ là người trực tiếp đứng ra pha trà cũng như giới thiệu trà đến với du khách. Bằng cách này, hương vị trà Plau đã được nhiều người biết đến. Thậm chí với nhiều gia đình, dù đã xa Việt Nam mấy chục năm, nhưng khi trở về quê hương cũng tìm đến với thành phố Bảo Lộc để thưởng thức hương vị trà Plau. Năm 2006, lễ hội văn hóa trà lần thứ nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức như một hình thức khôi phục lại thương hiệu trà của tỉnh. Đến năm 2010, trà Plau chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu độc quyền. Và công việc mà từng người dân và các doanh nghiệp trồng chè ở Lâm Đồng đã nỗ lực để thương hiệu trà Plau ngày càng phát triển mạnh hơn là đầu tư công nghệ cũng như áp dụng việc sản xuất trà an toàn. Đến nay, chỉ riêng tại thành phố Bảo Lộc, địa phương có diện tích chè lớn nhất Lâm Đồng, đã có khoảng 1/3 doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới vào sản xuất. Còn người trồng chè cũng đã từng bước điều chỉnh phương thức canh tác theo hướng an toàn, bền vững. Những cái doanh nghiệp mà đã được cấp giấy chứng nhận thương hiệu trà Plau thì nó lại mang một cái trách nhiệm nặng nề hơn nữa, tức là mình phải luôn luôn làm theo những cái tiêu chí mà trong cái quy định thương hiệu trà Plau đã quy định. Thứ nhất là về vấn đề sản xuất, thứ hai chế biến, thứ ba quan trọng nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì để mà đã được công nhận là cái sở hữu nhà sản phẩm trà Plau rồi thì để chúng ta phải tiếp tục phải duy trì phát huy nó. Đó, thông qua việc là quảng bá, thông qua việc xúc tiến đầu tư, thông qua việc giới thiệu về cái thương hiệu này đối với khu vực và quốc tế. Đó, thì thông qua lễ hội và văn hóa trà cũng là một trong nội dung như vậy. Đến nay đã có 10 đơn vị của tỉnh Lâm Đồng được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trà Plau. Qua mỗi lần tổ chức lễ hội trà, tỉnh Lâm Đồng càng khẳng định thương hiệu trà Plau. Tỉnh Lâm Đồng đang chọn Trung Quốc và Singapore để quảng bá và phát triển thương hiệu trà Plau, vì đây là hai thị trường tiêu thụ sản phẩm trà lớn của Việt Nam. Một khi sản phẩm trà Plau được bảo hộ tại thị trường này, thì đồng nghĩa với việc khẳng định thương hiệu trà Plau với thị trường trong khu vực và thế giới. Đến năm 2015, phát triển ít nhất 80 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, năm 2015, công nghệ cao sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển để đưa vào sản xuất được 1 đến 2 giống mới cho mỗi loại cây trồng nông lâm nghiệp, vật nuôi và thủy sản chủ yếu, có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu vượt trội, 2 đến 3 quy trình công nghệ tiên tiến trong từng lĩnh vực. Viện Chính sách và Phát triển Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn vừa công bố có hơn 51% mẫu rau phát hiện mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, 47% mẫu rau có dư lượng NO3 vượt ngưỡng. Thống kê này cũng cho thấy 80% lượng rau ở các chợ đầu mối tại Hà Nội hiện nay có nguồn gốc từ Trung Quốc và các tỉnh khác. Nguyên nhân do việc quản lý nguồn rau trồng nội địa cũng như nhập khẩu qua các vùng biên giới đang gặp rất nhiều khó khăn.
Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, sẽ xuất hiện một số đối tượng dịch hại phát triển mạnh trên diện rộng do điều kiện thời tiết vụ đông xuân thuận lợi và do một số điều kiện canh tác chưa phù hợp như sử dụng giống nhiễm bệnh, không đảm bảo thời gian cách ly, không vệ sinh đồng ruộng tốt. Đây là dự báo được đưa ra của ngành nông nghiệp về tình hình dịch hại chủ yếu trên lúa vụ đông xuân 2012-2013. Đối với bệnh vàng lùn lùn xoắn lá, hiện vẫn còn là mối nguy cơ và có khả năng lây lan rộng trên trà lúa xuống giống sớm, mức độ gây hại từ trung bình đến nặng nếu gieo xạ không theo lịch xuống giống né rầy. Thời gian gây hại khoảng giữa tháng 12 này đến cuối tháng 1 năm sau. Rầy nâu có thể xuất hiện làm 3 đợt chính trong vụ. Đợt 1, từ đầu đến giữa tháng 1 năm sau, mức độ gây hại đợt này phổ biến là từ nhẹ đến trung bình. Đợt 2, từ đầu đến giữa tháng 2 năm sau. Đợt 3 là từ đầu đến giữa tháng 3 năm sau. Bệnh đạo ôn, bệnh có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 12 này đến cuối tháng 3 năm sau. Các giống lúa bị nhiễm là OM4218, Jasmine 85, OM4900, IR50404, IR64. Do mực nước lũ năm nay thấp nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chuột phát triển. Chuột gây hại suốt vụ nhưng tập trung gây hại từ đầu tháng 11 năm nay đến cuối tháng 1 năm sau trên lúa mới gieo xạ, nhất là vùng ven thổ cư, vùng gò cao, vùng ven đê lớn, gần các khu vườn cây tạp. Ngoài ra, ốc bưu vàng, sâu cuốn lá, bệnh cháy bìa lá cũng có thể phát triển mạnh trên trà lúa sớm ở giai đoạn làm đồng đến giai đoạn trổ. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Điểm nổi bật trong các hoạt động của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 đang diễn ra tại tỉnh Nghệ An là diễn đàn về phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn vào sáng nay. Cùng với đội ngũ phóng viên truyền hình và những người làm báo trong cả nước, diễn đàn còn thu hút đông đảo nhiều học giả, nhà nghiên cứu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia. Với cách thể hiện dung dị, Bác Hồ đã sử dụng diễn đàn này tố cáo chủ nghĩa thực dân, vạch trần chế độ áp bức bóc lột của thực dân Pháp tại các nước thuộc địa. Các đại biểu sôi nổi trình bày, lý giải, tham luận xung quanh những tờ báo được xuất bản ở mặt tư khoa Quảng Châu nhằm làm rõ bản chất xâm lược của chủ nghĩa thực dân. Các nhà báo cũng đã ôn lại cuộc đời làm báo của Bác Hồ kể từ khi thành lập Báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên ở Việt Nam, đến tờ Việt Nam Độc Lập tại Cao Bằng được sáng lập sau cách mạng tháng 8. Suốt 30 năm bôn ba hải ngoại cũng như lúc về nước, Bác Hồ luôn lấy báo chí làm vũ khí để truyền bá tư tưởng cách mạng, phục vụ nhân dân. Diễn đàn tập trung thảo luận và nghiên cứu học tập về bút pháp, lối viết dung dị đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, các đại biểu còn được thưởng thức những đoạn phim ngắn để tìm hiểu về phương pháp truyền đạt dễ hiểu, ngắn gọn, hình thức thể hiện đa dạng làm cho người đọc, người xem, người nghe đều hiểu rõ. Mục đích đọc, cách thức đọc, cách ghi chép và những trải nghiệm từ việc sưu tập những bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thu hút sự quan tâm, bàn luận của các nhà báo dự liên hoan truyền hình lần này ngay tại quê hương của Bác. Một hoạt động thu hút sự chú ý ở Liên hoan truyền hình toàn quốc đang diễn ra tại Nghệ An. Đó chính là lễ trao giải phóng sự ngắn xuất sắc trên sóng đài truyền hình Việt Nam năm 2012. Phóng sự ngắn là một thế mạnh của truyền hình, luôn thu hút sự chú ý của người dân và có thể gây ra những hiệu ứng xã hội đặc biệt. Năm nay, có 60 đơn vị có phóng sự tham gia bình chọn, trong đó có 8 đơn vị trực thuộc VTV và 52 đài phát thanh truyền hình địa phương. Phóng sự ngắn là thể loại truyền hình có sức thu hút đặc biệt với người xem, vì đó là những câu chuyện thật, những con người thật, những vấn đề đang được quan tâm nhất trong cuộc sống. Hình ảnh thoạt trông vui mắt nhưng lại gây nhiều xót xa. Hơn 100 em học sinh tiểu học miền núi, 4 năm qua, ngày nào cũng xách can nhựa đi 6 cây số đường núi để lấy nước. Thảm cảnh những người nông dân đua nhau mở doanh nghiệp chế biến gỗ, rồi nợ nần chồng chất, nhà cửa tan hoang, gia đình ly tán, mà chính quyền địa phương vẫn cấp phép mở doanh nghiệp vô tội vạ. Câu chuyện về quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Pleiku, từng mệnh danh là con đường đau khổ. Những phóng sự mang tính phát hiện, tính chiến đấu cao đã tác động mạnh mẽ khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc để giải quyết những vấn đề bức xúc, bất cập mà phóng sự đã đặt ra. Sau khi mà VTV1 phát sóng thì con đường này đã được Bộ Giao thông Vận tải quyết định cấp vốn và hiện giờ sau 3 năm thi công dang dở và bỏ ngỏ thì đến nay thì con đường này là đang được thi công rất là rầm rộ và trong năm 2013 thì con đường này sẽ hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Chúng tôi có đi Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ở đó thì có nhiều đồng bào, hộ đồng bào người Dao của Lào Cai di cư đến đó và trong cái quá trình đi thế rất là vất vả, gian khổ. Nhưng mà cái mà chúng tôi đạt được là thông tin một cách kịp thời để ngăn chặn cái tình trạng di dịch cư tự do của Lào Cai trong những cái năm vừa qua. Ban tổ chức đã quyết định trao 6 giải A, 10 giải B cho phóng sự ngắn, 1 giải A, 1 giải B cho thể loại phóng sự nhiều kỳ.
những phóng sự trong năm qua được thể hiện ấn tượng về cuộc sống muôn mặt đang diễn ra, có tác động mạnh tới nhận thức người xem. Nhiều phóng sự tạo được hiệu ứng xã hội rất lớn, khích lệ những người làm thời sự vượt qua khó khăn, bất chấp hiểm nguy để tiếp tục dấn thân vào những điểm nóng, những đề tài khó khăn, thậm chí nhiều nguy hiểm. Đứng trước một cái sự việc mà nó cần phải đưa tiếng nói lên công luận, cần thể hiện một vai trò của nhà báo để nói thay cho người dân người ta không nói được, thì nó lại cuốn mình vào. Từ từng về xuôi là nó rất nhiều cái cơ quan ban ngành, rất nhiều cái đơn vị để mà giám sát, để kiểm soát. Nhưng vì sao gỗ vẫn cứ đi? Thực ra nó không gì khó. Và bọn mình theo đuổi đề tài đó bằng cách là thời gian người ta thấy là gỗ vẫn cứ ngang nhiên đi trên đường, chứ đâu có ai cản trở đâu. Và cơ quan chức năng thì vẫn cứ nói rằng là chúng tôi đã làm hết sức mình. Thì cái vấn đề của bọn mình là nói lên điều đó. Năm nay ở thể loại phóng sự ngắn, các đài địa phương đạt được nhiều giải cao. Sự phối hợp hiệu quả giữa VTV và các đài địa phương mang đến cho người dân có nhiều phóng sự có giá trị cao và sức lan tỏa mạnh mẽ. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, tại khu vực đèo Cả, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, trên tuyến quốc lộ 1 đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá xuống lòng đường. Rất may là vào thời điểm sạt lở ít phương tiện và người qua lại nên đã không xảy ra tai nạn giao thông và ách tắc giao thông. Hai khối đá granite ước trọng lượng trên 10 tấn đã đổ xuống lòng đường, làm cản trở hết một làn đường trên quốc lộ 1. Hiện vẫn còn một khối đá lớn khác cũng đang có nguy cơ lan xuống đường. Sau khi hiện tượng sạt lở đá xảy ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên đã thuê thợ chẻ đá đến xẻ nhỏ các khối đá để dễ dàng di chuyển, giải phóng mặt đường và xử lý khối đá trên núi có nguy cơ tiếp tục lan. Dự kiến công việc di chuyển các khối đá này sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Cũng theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, tại khu vực đèo Cả hiện vẫn còn rất nhiều điểm có nguy cơ đá lăn xuống đường. Tuy nhiên, công tác thăm dò chưa được tiến hành kỹ và chưa xử lý các khối đá này một cách triệt để, nên khả năng sạt lở đất đá xuống lòng đường khi có mưa lũ lớn là khó tránh khỏi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay trên kênh VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ vtvphuyen.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.